mừng. Gioan chương 6, câu 51, câu 60 đến câu 69. Bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Ca-phát-na-um, Đức Giêsu đã nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy, người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế, thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Suy niệm. Tin mừng theo Thánh Gioan không viết về việc Chúa lập bí tích thánh thể, nhưng lại giải thích cách sâu xa cho chúng ta về ý nghĩa của bí tích ấy, đặc biệt trong bài tin mừng hôm nay. Câu 51 là một bước chuyển quan trọng trong bài giảng của Đức Giêsu về bánh hằng sống ở chương 6. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Lần đầu tiên thịt được nhắc đến trong bài giảng này. Thịt của Đức Giêsu chính là bánh từ trời được ban cho thế gian. Ngôi lời đã vào đời làm người, đã thành thịt. Bây giờ chính thịt ấy lại được trao ban cho con người như bánh hằng sống. Đức Giêsu không bằng lòng với chuyện nuôi một số người bằng bánh và cá. Điều đó chỉ làm giảm cơn đói thân xác trong một thời gian. Ngài muốn nuôi cả thế giới bằng chính sự sống thần linh ở nơi Ngài, nuôi bằng trọn cả con người Ngài, nuôi bằng chính thịt và máu Ngài. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống vĩnh cửu, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Ăn thịt và uống máu một người là điều làm người Do Thái ghê sợ. Chúng ta chỉ hiểu được những lời trên đây trong bối cảnh của bữa tiệc ly, khi Đức Giêsu mời các môn đệ ăn bánh và uống rượu Ngài trao, mà Ngài lại nói: Đây là mình thầy, đây là máu thầy. Đức Giêsu muốn trao cho nhân loại sự sống của Ngài qua thức ăn và thức uống bình thường của con người là bánh và rượu. Sự sống vĩnh cửu đã hé mở ngay từ đời này và sẽ viên mãn ở đời sau. Hãy đến ăn và uống lương thực thần linh Ngài dọn cho ta. Hãy đến với lòng tin và sự trân trọng trước món quà quý giá. Nhưng dự tiệc thánh thể không phải chỉ là đến với thịt và máu Chúa, mà còn là gặp gỡ tiếp xúc với một ngôi vị là chính Đức Giêsu. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Một sự ở lại hai chiều, một sự hiệp thông sâu thẳm giữa hai ngôi vị. Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi như vậy. Rốt cuộc, qua việc ăn uống mình máu Chúa, chúng ta được tham dự vào mối tương quan thân tình giữa cha và con. Chúng ta được sống bằng cùng một dòng sự sống xuất phát từ cha. Chúng ta được diễm phúc chia sẻ sự sống của chính Thiên Chúa. Bí tích thánh thể không phải là một thứ bùa chú hay đũa thần. Ai càng mở lòng mình ra để trao đi, càng thoát ra khỏi thái độ chiếm đoạt,
thì càng thấy mình được biến đổi và được giàu có muôn ân. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta được mời gọi đón lấy bánh hằng sống, tấm bánh lời Chúa và tấm bánh mình Chúa. Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy con luôn tươi tắn, dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm hay gặp sự bất trung bất tín nơi những người con tin tưởng cậy dựa, xin giúp con gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc người khác, giấu đi những nỗi phiền muộn của mình để tránh cho người khác phải đau khổ. Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời để đau khổ làm con thêm mềm mại chứ không cứng cỏi hay cay đắng, làm cho con nhẫn nại chứ không bực bội, làm cho con rộng lòng tha thứ chứ không hẹp hòi hay độc đoán cao kỳ. Ước gì không ai sút kém đi vì chịu ảnh hưởng của con, không ai giảm bớt lòng thanh khiết chân thật, lòng cao thượng tử tế, chỉ vì đã là bạn đồng hành của con trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu. Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối, xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương. Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện,